Hello, xin chào các bạn. Hôm nay có vẻ là có rất là nhiều dự án con mình up lên cũng khá khá nhiều. Mình cũng xin giới thiệu các bạn nhận 1.500 token ZOZ Aerobe token. Thì các bạn kích vào form bên dưới. Form bên dưới các bạn có thể dịch sang tiếng Anh cho dễ nhìn. Ở đây thì các bạn, đây là trang chủ của nó, trang Twitter. Các bạn mở Twitter, Telegram, các bạn follow Twitter, follow đây Twitter mà các bạn retweet, mà các bạn nói chung là nó nghi ngờ các bạn spam nhiều quá là nó cũng bắt xác nhận như này. Mình sẽ mở lại Twitter. Các bạn nhấn theo dõi nè. Theo dõi rồi các bạn like và retweet. Sau đó các bạn vào hồ sơ nè, like, retweet, rồi các bạn điền username. Ở đây các bạn điền email đăng ký. Ví ERC20 ETH thì các bạn dùng ví MyEtherWallet. Bạn nào chưa biết tạo ví thì có thể xem hướng dẫn mình để bên dưới cách tạo ví. Ở phần referral Telegram thì các bạn để là mật in Vĩnh Phúc. Rồi sau đó các bạn follow Telegram và điền username Telegram phía dưới. Bạn vào setting, copy, nó bắt vào. Như vậy mình đã hoàn tất việc điền form. Bây giờ nhấn gửi. Mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.